nhìn kìa, đó là nông trại của nhà mình đó. Wow, nông trại đó là của nhà cậu hả? Mọi thứ xanh tươi quá. Mọi thứ đều do ba mình trồng đó. Wow, cây xanh và to quá. Wow, rau xanh tươi quá, lại đầy đủ chất dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe. Wow, mắt kính của cậu hay thiệt ha. Hả, có nấm nữa nè, nấm ngon quá. Trong nấm có rất nhiều beta glucan, tăng cường hệ miễn dịch. Cỏ xanh thích quá, lăn cả ngày không chán luôn. Chị xin lỗi, em có làm sao không? Tâm Tuốt. Anh hai, em không sao. Siêu Lì, đây là Tâm Tuốt, em gái mình. Anh định hỏi Siêu Lì có sao không thôi. Anh hai cứ chọc em hoài. Chị chào Tâm Tuốt. Em chào chị. Chị mặc đồ đẹp quá à. Để chị may cho em một bộ nhé. Yeah, thích quá. Mình cũng may cho bạn một bộ giống Tâm Tuốt nhé. Mình thích mặc đồ con trai thôi. Tám Tuốt có thể giao tiếp với muôn thú đó. Wow, tuyệt quá. Tám Tuốt giỏi vậy sao? Chị cũng rất giỏi mà. Em đã thấy chị phân tích thành phần dinh dưỡng của cây. Có gì đâu, chị còn làm được dây nữa nè. Tổng hợp dinh dưỡng của chị đó. Sau này chị sẽ kể cho em nghe thêm nha. Dạ. Ở nông trại cô thiệt là thích mà. Lúc nào cũng được gần gũi với thiên nhiên. Nếu thích chị có thể đến chơi với em mỗi ngày mà. Được hả? Được chứ. Em sẽ giới thiệu chị với cây thần kỳ. Con bé có khiếu làm ác dân lắm, phải không tiến sĩ Đơ? Ông thích làm gì tùy ông. Bị gì vậy hả tiến sĩ Đơ? Ngươi có vẻ bực bội vì kế hoạch của ta à, hả? Phải, ta bực bội đó. Thì sao nào? Kế hoạch của ngươi vô cùng nguy hiểm. Ê, lỡ gia đình nông dân siêu phàm phát hiện sự thật thì cháu ta sẽ thế nào? Lô lô lô, cháu ta, ngay từ đầu ngươi có thèm quan tâm con bé đâu, sao đột nhiên đổi ý vậy? Trời ơi, ta ghét ta quá, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Mời cả nhà. Wow, trông ngon miệng quá. Hôm nay cà chua nhìn tươi ngon quá. Chị thấy cà chua hôm nay rất tươi, lại nhiều dinh dưỡng và vitamin như vitamin A, C và K nè. Chị Siêu Lì giỏi thiệt. Cô bé rất thông minh. Hôm nay ở vườn rau đã phụ mẹ chọn được những rau quả tươi ngon nhất. Dạ, đâu có gì đâu cô. Con thích sinh học và cây cỏ từ nhỏ, cộng thêm cái mắt kính phân tích thành phần dinh dưỡng này nè. Con khiêm tốn quá. Bữa nào chú sẽ dẫn con đi tham quan đàn bò, bảo đảm con sẽ thích mê. Dạ, con thích lắm. Con nghe bảo sữa cua cho chú Papa Bự làm ra là số 1. Không phải do một mình chú đâu, mà sữa được dắt ra từ đàn bò nữa đó. Phải đó chị Siêu Lì, sữa được Papa Bự dắt ra từ đàn bò mua là số 1. Ăn xong rồi thì mình cùng uống sữa cua ha cả nhà. Con thấy Papa Bự thì rất yêu đàn bò mua. Chú ấy nói chuyện mãi về đàn bò mà không chán. Mama Bay có sở thích thiết kế thời trang giống con, lại còn nấu ăn ngon nữa. Thôi đủ rồi, ta không muốn nghe mấy cái đó. Điểm yếu, ta muốn biết điểm yếu của gia đình nông dân siêu phàm. Con chưa tìm ra, mà con thấy gia đình nông dân siêu phàm rất tốt bụng, không giống như những gì mà chú Lô kể. Ôi trời ơi, bọn chúng như vậy mới đáng sợ đó. Ngươi đừng để vẻ bề ngoài của bọn chúng đánh lừa. Chúng chỉ giả vờ tốt bụng để ngươi tin tưởng thôi. Ngươi có thấy vết thẹo này không? Chính Papa Bự đã gây ra cho ta đó. Một người hiền lành như ngươi nói không thể nào làm việc này được.
Nếu người muốn tìm cha thì hãy tỉnh táo lại đi, tập trung tìm hiểu điểm yếu của gia đình nông dân siêu phàm cho ta. Dạ con biết rồi. Chuyện là vậy đó chú Đơ. Chú Khô Lô bắt con phải ghét gia đình nông dân siêu phàm. Ta đang bận nghiên cứu, không rảnh nghe chuyện của ngươi đâu. Chú Đơ nghiên cứu gì vậy? Cho con xem với. Nè, nguy hiểm lắm, ngươi tránh ra đi. Ngươi thật phiền phức mà. Mau đi ra cho ta làm việc. Nè, hỏng hết nghiên cứu của ta rồi. Nguy hiểm quá. Nè, mau tránh ra. Trời ơi, nghiên cứu của ta. Trời ơi, siêu lì, ngươi có sao không? Con không sao. Có khiên bảo vệ chắc là không sao thiệt rồi. Con xin lỗi chú Đơ. Không sao là được rồi. Chỉ uổng công ta nghiên cứu bữa giờ. Nè, gây rối xong bỏ chạy hả? Siêu lì. Ta nghe tiếng báo động, có chuyện gì vậy? Chuyện là... Thành công rồi! Thiệt hả? Vẫn còn vài con còn sống, tuy yếu và chậm, nhưng chịu được khiên bảo vệ của siêu lì. Gì? Ông nói cái gì ta không hiểu? Kệ đi, quan trọng là ta đã tìm được chủng virus mạnh nhất rồi. Tốt lắm tiến sĩ Đơ, mau đưa cho ta. Lão bối. Chuyện gì vậy? Ông mau cầm mẫu virus này đi thử nghiệm ở một ngôi làng gần đấy xem. Ta làm ngay đây. Ông mau lập tức sản xuất virus hàng loạt đi. Chúng ta chuẩn bị tấn công gia đình nông dân siêu phàm. Ha 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 ha